Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Là học đến tập 87. Phương pháp bấm số niệm Phật này rất quan trọng nha quý vị. Chư Tổ sư cũng nhắc mình bí quyết niệm Phật là gì? Là cần niệm nhiều. Phàm phu của chúng ta niệm nhiều là tốt nhất. Vì khi cái miệng mình niệm Phật thì miệng mình không tạo khẩu nghiệp. Niệm một câu A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật bấm, Nam Mô A Di Đà Phật bấm, Nam Mô A Di Đà Phật bấm. Phàm phu của mình là khi thấy cái làm của mình là nhân quả, thấy sát bên thì thích. Giống như giờ một câu A Di Đà Phật bấm là nhân, thấy hiện cái số là quả, nên mình đưa ra cái số lượng để mình bấm rất là hay, giúp cho mình cả ngày móc có Phật hiệu. Nếu người ngoài đời thì giảm tối đa bấm điện thoại, mà mình có được thời gian niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên quý vị biết rằng là chùa mình bây giờ ngày thứ bảy chủ nhật hình thành được cái thời khóa tu này quá tuyệt vời. Những đức khi tu tập xong về lại, những đức ngồi suy nghĩ rằng chùa mình lúc trước tới giờ giống như là cách chia sẻ Phật pháp của những đức là khuyến dụ. Giống như kinh Vô Lượng Thọ có một chương kinh khuyến dụ sách tăng, có nghĩa là dùng đa dạng phương tiện để giúp cho chúng sanh được tu tập khuyến dụ. Rồi xong người ta đến chùa, xong mới gầy dựng cho người ta tu tập để cầu sanh cực lạc là khuyến tăng. Giảng rất là vui, rồi rất nhiều người háo hức vui vẻ khi nghe trực tiếp hoặc là khi nghe ở đâu được nghe cũng vui. Thì bây giờ đến lúc nhân duyên chín mùi là chúng ta lại hình thành ngay cái chỗ này để cầu sanh cực lạc, đó là giải hành tương ưng. Những đức đọc những công đoạn của chư Tổ sư cho quý vị nghe, để chư Tổ sư tán thán bộ nguyện Di Đà. Chư Tổ sư có tu có hành có chứng, tán thán danh hiệu Phật là giải. Và chúng ta niệm Phật lễ Phật là hành, giải hành tương ưng. Nên từ hôm nay ngày thứ bảy chủ nhật quý vị về, quý vị tu tập gọi là giải hành tương ưng. Nhưng đức nói rằng cứ cái đà này mà gầy dựng thì y ren như thầy Lý Vĩnh Nam năm xưa ở Đài Trung hơn 30 năm, từng nào cũng tán thán bổn nguyện Di Đà. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nói rằng cuộc đời của thầy Lý Vĩnh Nam độ người giảng sanh đông lắm. Ngài ở Đài Trung ngay một chỗ, từng nào người ta đến ngài cũng gây dựng tín nguyện cho đại chúng.
Bây giờ đến lúc quý vị đã biết chùa mình nhiều như vậy rồi, đến lúc chúng ta giải hành tương ưng, nhân đức đọc lên những công đoạn của chư tổ sư. Quý vị nghe những công đoạn cực kỳ hay. Nhân đức đọc lên chừng 10 bài như vậy, thì cứ là thứ bảy là bài 1, chủ nhật là bài 2, thứ bảy là bài 3, chủ nhật là bài 4, cứ vậy trong 10 bài quay lại tầng thứ 6 thì chúng ta lại quay lại bài đầu. Cứ như vậy gầy dựng hoài cho chúng ta luôn. Điều là giải ngay câu Phật hiệu và hành ngay câu Phật hiệu. Quá hay quý vị. Và cái thời khóa này quý vị về tu đa phần là những người gây dựng tín nguyện niệm Phật, rồi những vị đến để tu tập cầu an cầu siêu cho người thân cũng cực kỳ thù thắng. Khi nghe xong là cái tâm mình nó hừng hực muốn niệm Phật sanh cực lạc, háo hức quý vị, giống như nghe xong nó háo hức niệm Phật. Nếu như mà không nói gì luôn tự nhiên mình niệm Phật lạc lẹo, nhưng mà đọc lên những đoạn của tổ sư, giống như lấy những văn tự của tổ sư, nhìn cái dùng cái miệng mình để đọc thôi, để đọc lên thôi, còn lời dạy là của chư tổ, nhờ cái đức của chư tổ để mà cho chúng ta hành trì yên tâm. Nếu như cái đà này thì hàng Phật tử đi đến chùa mình, những phiền não nặng nề đều tự tan biến hết. Tại vì cái oai lực của đại chúng mới bị tính đi. Bây giờ khi nghe đọc những lời tổ sư xong, những tinh hoa của chư tổ sư dạy, xong niệm Phật địa chung 20 phút, lễ Phật 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 20 phút niệm Phật lễ Phật, 1.000 người là bao nhiêu quý vị? 1.000 người là 1.200 tiếng à. Số lượng cứ tăng lên rất là nhiều như vậy. 2.000 người là bao nhiêu? Quý vị coi cái công đức của đại chúng như vậy, vì cùng cộng tu cộng lực cùng với đại chúng như vậy, thì quý vị thấy cái sự cầu an cầu siêu cho người thân mỗi tuần thứ bảy chủ nhật cực kỳ thù thắng, mà lại gây dựng được tín nguyện niệm Phật cực kỳ kiên cố để niệm có Phật hiệu cầu sanh cực lạc. Cái buồn cái giận gì, cái phiền não gì, cái bệnh đau sợ hãi gì, gặp những sự cố trong cuộc đời gì, quý vị chỉ cần đến để cộng lực với đại chúng này niệm Phật lễ Phật, xong tự tan biến. Phải tin 100% gầy dựng như vậy, tự nhiên quý vị tu tập sẽ có kết quả rất là lớn. Và thời gian tu tập khoảng 10:20 là xong, được phóng sanh cúng đích thực. Khi những đức mà phát triển ra cái thời khóa tu tập này, thật tình tu tập xong mình mang tâm cảm ơn, cảm ơn tất cả cái thuận và cái nghịch trong cuộc đời. Nhờ cái thuận và cái nghịch cho chúng ta nhìn thấy được đúng rõ ràng, quý vị, chúng ta phải có cái tâm tu tập giải thoát, thì chúng ta thật sự mình mới mang tâm cảm ơn. Cảm ơn bằng cả tấm lòng, bằng cả tấm lòng mình mà cảm ơn, chứ không phải là miệng cảm ơn mà tâm hận thù không có. Rõ ràng Đại Lão Hòa Thượng Ngay Hiền ngày nói cái gì cũng tốt. Nếu như thật sự mình niệm Phật tín nguyện cầu sanh cực lạc, cái gì cũng tốt, điều tốt hết. Nếu như mình không có tâm niệm Phật sanh cực lạc thì mình còn nhìn cái này tốt cái kia xấu, cái tốt thì mình mừng, cái xấu thì mình bực bội. Nhưng nếu quý vị thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc, điều tốt hết. Chúng ta cũng không cầu thuận, chúng ta cũng không cầu nghịch gì hết. Nhân quả đến như thế nào chúng ta niệm Phật như thế này, nhớ kỹ, nhân quả là đến với mình thuận nghịch như thế nào thì trong thuận nghịch đó mình niệm Phật như thế này. Thuận thì cũng niệm Phật mà nghịch cũng niệm Phật. Mục tiêu của mình là cầu sanh cực lạc,
Làm việc cho chúng sanh được thì cũng niệm Phật, làm việc không được cũng niệm Phật. Mục tiêu của mình là cầu sanh cực lạc. Cái này là cái cực kỳ quan trọng quý vị. Người mà tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nghe gì là quý vị thích liền, cởi mở tâm tư liền. Còn nếu như người không niệm Phật gì hết thì họ nói mà không biết nói cái gì. Thì đúng rồi, tại vì họ không biết. Nếu như mình là người hành trì niệm Phật, người gây dựng tính nguyện niệm Phật thì bị nghe gì thì sẽ hiểu liền. Tại vì cái người gây dựng tính nguyện niệm Phật thì sẽ có được cảm giác này, có cảm giác này rất sâu sắc. Nếu như quý vị không gây dựng tính nguyện niệm Phật thì cái cảm giác này bị không có. Nên chính bản thân những đức gây dựng tính nguyện niệm Phật, những đức có cảm giác này, có cảm giác trong cái thuận, trong cái nghịch, không cầu thuận cũng không cầu nghịch gì hết, mà tin nhân quả. Nghịch đến cũng niệm Phật, mà thuận đến cũng niệm Phật. Mục tiêu mình là cầu sanh cực lạc, quý vị nhớ đó. Nên siêng niệm Phật rất là hay. Phương pháp bấm số niệm Phật này để móc câu Phật hiệu cực kỳ đặc biệt. Và đeo máy niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, người tu tịnh độ mình cực kỳ phù hợp. Cực kỳ phù hợp. Quý vị nhớ, mặc ai nói ngã nói nghiêng, còn ta cứ giữ như kiền ba chân, cứ giữ cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chùa mình mà cứ gầy dựng tính nguyện niệm Phật, rồi mỗi ngày tu bốn thờ, thứ bảy chủ nhật cộng tu cũng cứ là niệm Phật lễ Phật, đọc lời tổ sư cho quý vị nghe, rồi quý vị tăng tính tâm lên niệm Phật lễ Phật thôi. Quý vị biết rằng là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật chùa mình là điểm quay về cho Phật tử. Người ta về chùa mình, người ta vui, người ta được tu tập, người ta có chỗ gỡ gắm, sự buồn vui gì người ta cũng đến, người ta cảm thấy thích. Nên có những điểm chùa như vậy là chỗ đặc biệt cho hàng Phật tử để nương tựa tu hành. Và về chùa còn được thỉnh tượng Phật. Còn những người ở xa không đến được thì muốn thỉnh tượng Phật thì gọi điện thoại cho nhà chùa. Phía sau những bài giảng này có số điện thoại. Gọi điện thoại cho nhà chùa, đọc địa chỉ đàng hoàng, nhà chùa sẽ gửi đến gia đình cho quý vị. Khi tượng Phật về tới nhà mình thì quý vị làm bàn thờ tôn tượng Phật lên liền, và niệm Phật lễ Phật là an vị Phật. Còn nếu phóng sanh thêm chút nữa thì quá tốt. Đọc tam quy y rồi phóng sanh rồi xong. Nên rất đơn giản, rất dễ hành trì. Đưa lên cái pháp tu cực kỳ đơn giản, dễ hành trì. Nhà nhà đều niệm Phật được. Tăng duyên tăng phước, gia đạo bình an. Quý vị biết rằng trong cuộc đời con người chúng ta quý vị, không có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc an tâm. Không có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc tin nhân quả. Không có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là những thứ hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Dù mình có kiếm tiền được nhiều đi chăng, nhưng mà tâm bất an, tâm sợ hãi, tâm lo âu, tâm suy nghĩ những thủ đoạn để kiếm tiền thì cái này không ai hạnh phúc. Thật sự không có hạnh phúc. Chỉ có không hiểu thôi quý vị. Chỉ có không hiểu mới tạo cái bất an để kiếm tiền thôi. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, dù không có tiền gì nhưng mà chúng ta an tâm, vui vẻ, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là hạnh phúc lớn nhất. Một gia đình mà có thể được như vậy, đây là đại hạnh phúc. Có nhiều gia đình giàu sang phú quý mà chưa chắc có được hạnh phúc. Nhưng gia đình mình không có tiền bạc gì nhiều, ở căn nhà nhỏ thôi mà biết niệm Phật, biết nghe Pháp, biết tin nhân quả, nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là một gia đình đại hạnh phúc. Gia đình đại hạnh phúc. Nên ai không niệm Phật, quý vị cứ niệm Phật. Ai không tu, quý vị cứ tu. Nhiều Phật tử đi đến chùa mình, quý vị đi đến đây, quý vị hiểu hết trơn. Người đã đi đến đây rồi mà còn không hiểu nữa thôi, chịu thua. Tùy duyên luôn. Mình đi đến đây, nội nhà chùa lo lắng cho mình hết lòng hết dạ. Có bao giờ chùa mình mà ai đến mà chùa mình kêu đóng tiền bạc gì một cách bạc nào không quý vị? Nên từ nơi đó mà ai đã đến chùa mình
đều đa phần hiểu hết. Còn ai đã đến chùa mình rồi mà còn không hiểu thì tùy duyên. Nên từ nơi đó mà có Phật hiệu này hay lắm quý vị à. Có Phật hiệu này cực kỳ đặc biệt luôn. Nên đại chúng trong chùa mình có phước lắm. Mỗi ngày mình được niệm Phật lễ Phật, đại chúng ơi, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Còn mang tháng này là còn cái khổ, sớm muộn gì cũng già cũng bệnh và cuối cùng cũng chết. Ai cũng đi vào già bệnh và chết, có ai tránh khỏi chỗ này đâu quý vị. Nên cái câu rất là hay: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù muôn biến vạn hóa nhưng mình cứ niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật, đến chùa được cũng niệm Phật, chưa đến chùa được cũng niệm Phật. Cứ gây dựng tín nguyện niệm Phật, đừng buồn giận ai để trong tâm. Đó là cái hạnh phúc nhất của đời người chúng ta. Đó cũng là một phương pháp tu duyên tu phước thù thắng nhất. Một câu Phật hiệu này những Đức thấy quá hay, cực kỳ hay luôn. Đúng rõ ràng, niệm Phật để phát tự tánh Phật. Chúng ta niệm vị Phật bên ngoài để phát triển vị Phật trong tâm chúng ta ra. Nên người niệm Phật lâu ngày tâm lượng càng ngày càng rộng lớn ra. Mà tâm lượng mình rộng lớn rồi mình đâu có buồn trách ai quý vị. Đã là tin xong nhân quả mà buồn trách ai gì vậy? Cuộc đời có nghiệt ngã đến với mình cỡ nào thì bản thân chúng ta vẫn cảm ơn cuộc đời đã chở che chúng ta cuộc sống tới ngày hôm nay. Nhớ kỹ, cuộc đời có nghiệt ngã cỡ nào, lòng người có nghiệt ngã với mình cỡ nào thì cũng cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả con người đã giúp cho chúng ta cuộc sống tới ngày hôm nay. Con người sinh tồn không phải một cá nhân được, mà đều được sự hỗ trợ từ thuận và nghịch. Nên mình là người nghe đạo, trong mọi cảnh duyên chúng ta đều đem đạo pháp ra để áp dụng trong cuộc đời chúng ta. Nên hàng Phật tử những Đức hướng dẫn, những Đức rất mừng. Nếu ai mà nhận thức được thì thấy cái lượng Phật tử chùa mình rất đặc biệt, không có chen vào nhân quả của ai. Những Đức rất mừng cho hàng Phật tử, quý vị đặc biệt lắm. Những Đức rất là vui lòng khi hướng dẫn quý vị, quý vị biết nghe lời, không có bao giờ chen vào nhân quả của ai. Vì mình tin nhân quả mà quý vị, thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nên từ nơi đó cứ nhớ Phật, niệm Phật là điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Câu Phật hiệu này hay lắm, đặc biệt lắm. Đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nên những Đức thường phiên quý vị đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Nhớ, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Và những cái cơ hội được đi về chùa tu tập, đây là cơ hội tu duyên tu phước rất lớn. Rồi 16 tháng 5 chương trình khiếm thị nè, quý vị đến tu duyên tu phước. Những người có điều kiện đổi tiền ra cho người mù, người tật nguyền, người nghèo, cho gia đình người thân mình, cho họ, để cho họ cảm giác được tặng quà cho người khác, dạy cho con cháu mình tu duyên tu phước. Đó là dạy cái đức cho con cháu của mình đó quý vị. Dù mình không có tiền cho người khiếm thị đi chăng, nhưng dẫn đến dự, dùng đôi tay mình dẫn người ta vào chỗ ngồi cũng là một cái tâm đạo, tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau. Những Đức cảm thấy mình rất là vui. Vui gì? Mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Sống trong cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi đi qua,
mà mình có thể làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đây là những đức mừng nhất. Và rất mừng mình được gần gũi thương yêu các cụ già. Những đức có khi trẻ em chạy theo những đức, nắm tay kéo những đức, rồi mừng khi gặp mình, nít nó chạy lên nó mừng gặp mình, trong lòng mình thấy vui lắm quý vị. Vui vì cuộc đời của mình sống thấy bình an quá, thấy bình an quá. Đây là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình quý vị. Dù ai nói mình cái gì cũng được, mình thẳng vẫn thấy mình hạnh phúc. Vì hạnh phúc là ngay chúng ta cảm nhận được. Hạnh phúc không có tìm đâu xa, hạnh phúc chỉ là ngay cảm nhận, nhìn nhận được và cảm giác được tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau. Trong cuộc đời này không thể nào cái gì cũng tròn vẹn được, như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng cũng đều nằm trong bàn tay. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này cảm thấy đây là hạnh phúc và đây là cảm thấy bình an. Và mỗi ngày nghĩ việc thiện, làm việc thiện, nghĩ những điều tốt lợi ích cho người, niệm niệm nghĩ lợi ích cho người, đó là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.